Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát đạt chuẩn bị đưa ra thị trường 4-6 dự án lớn, tổng giá trị doanh thu dự kiến lên đến 40.000 tỷ đồng. Cổ phiếu bất động sản hút tiền trong tuần chứng khoán diễn biến tích cực. 11 tỷ phú hàng đầu thế giới dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bình Định. Quảng Nam yêu cầu rà soát vướng mắc dự án khu nghỉ dưỡng 4 tỷ đô la Mỹ. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong báo cáo thường niên năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt PDR, ông Nguyễn Văn Đạt đã có bức tâm thư gửi tới các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác. Theo đó, ông Đạt cho biết năm 2023 thực sự là đoạn đường sinh tử của ngành bất động sản. Những nút thắt ngặt nghèo, những áp lực từ hữu hình đến vô hình cực kỳ lớn, những diễn biến phức tạp từ nhiều phía đã đặt nhiều doanh nghiệp, trong đó có PDR, trước những tình thế hết sức gian nguy. Đáng chú ý, ông Đạt cho biết trong năm 2024, để thiết lập đà tăng trưởng mới, PDR sẽ chỉ tập trung duy nhất vào mảng bất động sản. Ông Đạt tiết lộ, hiện nay PDR chuẩn bị đưa ra thị trường 4-6 dự án lớn với những sản phẩm có tính sẵn sàng cao. Tổng giá trị doanh thu dự kiến lên đến 40.000 tỷ đồng. Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ cho biết thêm, theo đánh giá triển vọng của nền kinh tế xã hội Việt Nam trong năm 2024, PDR chuẩn bị tung ra 4 dự án trọng điểm là Thuận An 1 và 2 tại Bình Dương, Paulo Condor tại Côn Đảo, Cardia Quy Nhơn và Bắc Hà Thanh tại Bình Định. Trong đó, dự án Thuận An 1 và 2 có tổng quy mô 4,47 ha, tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm thành phố Thuận An, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự án Polo Condor Côn Đảo là tổ hợp căn hộ du lịch và khách sạn tại Bãi Vông, Côn Đảo với quy mô 12 ha, tổng mức đầu tư 8.282 tỷ đồng. Dự án Cardia Quy Nhơn rộng 5.246 m2, tọa lạc tại địa chỉ số 1 Ngô Mây, trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án khu dân cư Bắc Hà Thanh tại Bình Định có quy mô 43,16 ha với tổng mức đầu tư 2.342 tỷ đồng. Bạn thấy quy mô các dự án này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Thị trường chứng khoán có tuần vận động tích cực từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 3. Cả thanh khoản và điểm số đều được cải thiện. VN Index tăng hơn 1,4% lên 1.281,8 điểm. HNX Index tăng gần 1% lên 241,68 điểm. Thanh khoản tăng trên 20% ở sàn HOSE. Cụ thể, khối lượng giao dịch sàn này đạt bình quân 1,2 tỷ đơn vị trên một phiên, tăng 25%, giá trị giao dịch tăng 20%, đạt hơn 30.000 tỷ đồng một phiên. Ở sàn HNX, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch đồng thời tăng trên 11%, đạt lần lượt 128 triệu đơn vị trên phiên và 2,7.000 tỷ đồng trên phiên. Dòng tiền hồ hởi tuần qua thể hiện rõ nét xu hướng chảy mạnh vào cổ phiếu ngành bất động sản. 11/20 mã cổ phiếu tăng mạnh thanh khoản nhất sàn HOSE tuần qua là cổ phiếu bất động sản. NBB dẫn đầu với khối lượng giao dịch tăng gần 200% so với tuần trước. Hàng loạt các mã như SCR, QCG, TCH, AGG, BCG, PDR, ITC, DXS, DXG đều lọt top tăng mạnh thanh khoản. Ở sàn HNX, số đại diện của nhóm bất động sản cũng rất đông đảo. L14, CEO, NRC, VC7 ghi nhận khối lượng giao dịch tăng từ 70 đến 150% so với tuần trước. Song hành với nhóm bất động sản, cổ phiếu xây dựng cũng hút tiền khá đáng kể. HHV, CII, VCG, DPG, MST, HUT, VC2, C69, SCI có tên trong danh sách tăng mạnh thanh khoản ở hai sàn niêm yết. Ngày 25 tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết sẽ có 11 tỷ phú hàng đầu thế giới đến dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 vào ngày 29 tháng 3 sắp tới. 11 tỷ phú hàng đầu thế giới đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Thụy Điển, Israel, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là một trong những hoạt động thuộc tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 diễn ra từ ngày 22 đến 31 tháng 3. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định ở thành phố Quy Nhơn vào chiều ngày 29 tháng 3, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo trung ương, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, doanh nhân thế giới, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư và gần 500 doanh nghiệp. Hội nghị có các hoạt động như
ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024-2028 giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Công ty Cổ phần Bình Định F1, trao thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ cho 6 nhà đầu tư với 18 dự án, trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé! Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để hoàn chỉnh nội dung dự thảo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương để xem xét giải quyết. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Trường Chính, Phó Chủ tịch xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên cho biết, dự án đang gặp phải một số vướng mắc như chưa có quỹ đất để tái định cư cho người dân, do dịch bệnh COVID-19, nguồn lực nhà đầu tư, việc kiểm kê áp giá đền bù cho người dân chưa xong, chưa có đất bố trí tái định cư, ông Nguyễn Trường Chính nói. Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2009. Tháng 12/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự án đã được chứng nhận điều chỉnh, thay đổi 3 lần vào các năm 2015, 2016 và 2020. Dự án được đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ với tổng diện tích đất lên đến gần 1.000 hecta do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nam Hội An làm chủ đầu tư. Công ty Kỳ Hà Chu Lai là đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Công ty Kỳ Hà Chu Lai cũng thay mặt Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nam Hội An thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng 5 khu tái định cư và khu nghĩa trang vùng Đông, hai huyện Duy Xuyên, Thăng Bình để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Tính đến cuối tháng 2/2022, dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng gần 500 hecta, trong đó tổng diện tích đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho thuê hơn 156 hecta. Cảng nước sâu Mỹ Thủy rộng 685 hecta, gồm 10 bến, được đầu tư theo 3 giai đoạn tại xã Hải An, huyện Hải Lăng với tổng vốn hơn 14.230 tỷ đồng. Lễ khởi công được Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức sáng ngày 25 tháng 3. Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2025, công ty sẽ xây dựng 4 bến với số vốn 4.946 tỷ đồng. Giai đoạn 2, từ 2026 đến 2031, đầu tư 3 bến, tổng vốn 4.980 tỷ đồng. Giai đoạn 3, từ 2032 đến 2036, xây dựng 3 bến với 4.308 tỷ đồng. Nhà đầu tư quyết tâm hoàn thành 2 đến 4 bến cảng đón tàu có trọng tải đến 100.000 tấn vào năm 2025. Các bến cảng này có tổng chiều dài tuyến mép bến 1,3 km, tổng chiều dài cầu cảng 1,35 km cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đi kèm. Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết, khu bến cảng Mỹ Thủy là công trình giao thông quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Dự án sẽ phục vụ chủ yếu cho khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và hàng hóa quá cảnh từ Lào, Đông Bắc, Thái Lan trên hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.